tuyên viên truyền thông của Bộ Y tế. Kính thưa bác sĩ Nguyễn Văn Cầu, chuyên viên y tế sử dụng đào tạo tỉnh Nghệ An. Kính thưa các vị đại diện trung tâm y tế của tỉnh, các thầy cô giáo, các cán bộ đại diện ngành cả trung tâm y tế các huyện, Diễn Châu, Hưng Nguyên, Yên Thành, thành phố Vinh. Kính thưa các thầy cô giáo và các em học sinh thân mến, hôm nay trong không khí toàn đảng toàn dân đang ra sức thi đua thành tích chào mừng năm mới, được sự đồng ý của Sở Y tế và Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Nghệ An, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Nghệ An phối hợp với Trung tâm Y tế Phòng Giáo dục Đào tạo các huyện Diễn Châu, Hưng Nguyên, Yên Thành và thành phố Vinh tổ chức hội thi học sinh tiêu biểu đại học vừa năm 2022 với mục đích nâng cao kiến thức của học sinh và các thầy cô giáo về phòng chống bệnh học đường, những bệnh thì các bệnh cuộc sống, bệnh về răng miệng và một số dịch bệnh các học đường, đặc biệt là ở lớp tuổi tiểu học. Với tinh thần và nội dung đó và được sự ủy quyền của giám đốc trung tâm y tế dự phòng tỉnh Nghệ An, tôi xin tuyên bố khai mạc hội thi học sinh tiêu biểu bệnh học đường tỉnh Nghệ An năm 2022. Em sẽ biết nguyên nhân tại sao em phải đeo vào cổ ngày nay.